Bây giờ chị không nói thì chị bây giờ đem bên đổi sai cho chị thôi. Thì bởi vì ý là muốn đổi sai, hỏi là đổi sai có vấn đề gì không, người ta gọi là người ta trực tiếp người ta nói sao mà bán mà cũng khó khăn quá trời vậy ta. Đâu phải là người ta nói người ta không trả, người ta không đặt nữa hay gì, ý là nói giờ không vừa, có đổi sai là được không, hay là trả đơn lại hay là sao, ý là người ta muốn hỏi như vậy á. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Anh Giao Hàng May Mắn. Thì cũng khoảng tầm nửa tháng nay rồi mình không có thời gian để lên video trên kênh YouTube này. Thì mấy bạn biết sao không? Tại vì mình mới vừa chuyển từ một cái khu vực mà mình đi giao trong vòng 4 năm. Bây giờ mình chuyển qua một cái khu vực mới, một cái xã mới, cách kho hơn 10 cây số. Tại vì sao? Tại vì cái khu vực cũ á, bây giờ nó gần kho quá, mà thay đổi cái cơ chế lương á, bây giờ chạy gần kho quá thì lương không có đảm bảo cuộc sống nữa. Nên mình phải bỏ cái vùng đó, mình chuyển qua cái xã mới, cách kho 10 km. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi giao hàng vào một cái buổi chiều ở một cái khu vực vùng sâu vùng xa, cách kho 10 km. Rồi các bạn theo chân mình ha. Trong video này sẽ có rất là nhiều điều hấp dẫn về phía cuối video, và có cái đoạn ghi âm lúc đầu á, khúc cuối thì mình sẽ cho mọi người nghe full cái đoạn ghi âm đó, nghe khách và sếp kể lộn ha. Alo, em tới ngay ốc Sa Cừ rồi nè chị ơi. Nhà lầu á. Nhà lầu lùi lại một căn á hả? Ừ. Rồi, em đứng trước nè, chị ra đi. Khi các bạn là shipper mới hoặc là mấy bạn đi một cái khu vực mới mà mình không có rành đường, không có rành khách ở đó đó, thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian để gọi hỏi đường khách nè, rồi đi tìm nhà khách nè. Có khi khách chỉ rất là mông lung, mà kiểu ở dưới quê á, người ta chỉ đường chỉ có đi vô với đi ra, đi lên với đi xuống không à, không có quẹo trái quẹo phải gì á, hỏi đường rất là lâu và tốn rất nhiều thời gian, giao một đơn tầm khoảng 15-20 phút. Còn cái đơn mà tôi chuẩn bị xe sắp giao này nè, là tôi giao từ ngày thứ tư rồi. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, sáng chiều tôi đều gọi cho khách, và khách đều nói là khách đi làm kho Thanh Long ở bên cái tỉnh Long An cái bên á, thì cái xã này á chỉ cần qua con sông á là sẽ qua tỉnh khác đó, qua bên tỉnh Long An, người ta đi qua đó người ta làm kho Thanh Long. Và 4 ngày liên tục tôi gọi sáng chiều luôn, khách đều nói là khách đi làm ở bên tỉnh rồi, ở tỉnh Long An rồi, không có về lấy hàng được. Rồi mấy bạn thấy nè, khách chỉ tôi á là chạy tới quán ốc Sà Cừ, mà chạy tới xong gọi khách thì khách đánh lùi lại cái nhà lầu, xong lại cái nhà lầu đứng đợi á, thì khách mới lú ra là cách đó 3 căn, nó phải đi bộ lại. Mấy bạn thấy giao hàng ở khu vực lạ rất là khó và rất là tốn thời gian. Rồi khi mà tới đưa đơn hàng cho khách á, mấy bạn thấy điều gì không? Khách cầm xong khách đem vô nhà, thì tôi thấy khách nó đứng ngay trong cái tầm mắt của tôi á, thì tôi vẫn để cho đứng ngay đó. Nhưng mà khách đi vô nhà mà khách khui hàng ra, khách thử ở trong nhà luôn, thì tôi khuyên mấy bạn nếu mà là shipper mới thì đừng có cho khách cầm hàng đi vô nhà. Tại vì tôi đã đọc cái ghi chú là đơn này cho xem hàng, và tôi đã có kinh nghiệm để mà xử lý. Nếu mà khách ra khách không lấy hàng thì tôi sẽ có kinh nghiệm xử lý là tôi sẽ quay phim lại. Nếu mà khách không lấy thì mình có video mình bỏ hàng vô, mình trả gì cho shop. Còn nếu mà các bạn là shipper mới thì tôi khuyên các bạn là nên đứng đồng kiểm với khách, không cho khách cầm hàng vô nhà nha. Sẽ có khả năng là khách sẽ tráo hàng, hoặc là khách làm cái gì đó mà mình không biết, rồi tới lúc ra rồi mấy bạn không kiểm lại nữa là mấy bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đền đơn hàng đó, nếu mà bị mất hàng hay là bị tráo hàng. Thì trong lúc mà khách đi vô nhà thì mình phải tận dụng cái thời gian đó mình gọi cho những khách tiếp theo để mình hỏi đường trước, nên vậy nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Tại vì sẽ có những cái ngày mà mấy bạn giao từ sáng đến chiều mấy bạn làm không kịp, 60-70 đơn mấy bạn làm không kịp, tại vì những cái tuyến đường mà xa sẽ tốn rất nhiều thời gian. Alo, có đơn hàng của Duyên Châu á, mình ở Bình Phú, Bình Phú Nhất chỗ nào chị? Anh lại ngay cổng mà, anh trong quá Bình Phú, anh dịch thẳng xuống ngay để lấy Tùng Thảo đi anh, nhá máy em ra lấy. Rồi, lát nữa em tới ngay Tùng Thảo em gọi ha. Rồi, tới anh gọi đi em ra lấy, rồi. Ok. Alo. Alo, em giao đơn hàng của Thu Thủy á, cái mùng chụp 43 ngàn á. Rồi. À, mình ở Bình Thọ 1 ngay chỗ nào chị? Nhà lầu màu. Chạy đường đó chạy thẳng xuống ngay nhà chị, phải chạy thẳng xuống ngay cái ngã ba có nhà màu hồng. Rồi ngay đây, rồi trở lại đứng ở đây đó thì chị được chạy lại. Rồi, khi nào em tới nhà màu hồng em gọi chị nha. Rồi. Hai trăm tám chị. Có 220.
Ở trong hai cái video trước á, của tôi về hướng dẫn xin việc làm shipper và hướng dẫn làm shipper giao hàng tiết kiệm á, thì có một vài bạn thắc mắc là cái cách tính lương theo km, theo khoảng cách và tính lương theo cân nặng có hay bị lỗi hay gì không. Thì có nhiều bạn cũng nhắn tin vô Zalo á, thì sẵn đây em trả lời luôn là nếu mà các bạn đi giao hàng á, mấy bạn đứng ngay cái chỗ mà vừa giao hàng cho khách xong á, mình thao tác liền á, thì app nó sẽ lấy cái định vị ngay đó. Và nếu mà cái định vị nó bị sai, tức là ví dụ như cái chỗ đó cách kho là tầm khoảng 10 cây số, nhưng mà app và giao hàng nó chỉ tính cho mấy bạn 5 cây số, thì mấy bạn sẽ mở thêm cái Google Maps lên và mấy bạn lấy cái định vị của Google Maps rồi chụp hình cái đó lại. Alo, em chạy xuống tới nè, anh ra anh lấy đây rồi. Trong lúc mình chạy sắp tới nhà khách á, thì mình sẽ gọi điện cho khách, mà thường á, là nên gọi trước chút xíu để khách người ta đi bộ ra, để khách người ta đứng đợi mình trước hoặc là người ta đứng đón mình, chứ mà đợi tới nơi mới gọi á, đợi khách ra nữa thì sẽ tốn thêm thời gian. Mà có nhiều khách á, nhiều khi bạn tới nơi á, bạn gọi 5-10 phút nó mới ra tới. Khi mà mình đi xin việc á, vô nhận việc á, thì điều phối sẽ sắp xếp cho mình một cái tiếng giao. Mỗi tiếng giao thì thường là một xã hoặc là dãy ấp gì đó. Thì khi mà cái tiếng của mình nhận hàng về á, là bắt buộc mình phải kéo vô app mình đi giao trong ngày hôm đó. Nếu giao không kịp á, thì phải gọi cho khách theo đúng quy định công ty. Và nếu mà ngày mà người khác nghỉ, người kế bên nghỉ, thì mình sẽ phải phụ giao hàng của người tiếng kế bên, để khi mà ngày mình nghỉ thì cái tiếng gần đó người ta cũng sẽ phụ lại cho mình. Rồi. Trăm ba, trăm rưỡi. Hai trăm. Giao hàng ở mấy cái xã mà rộng á là hơn thua là mấy bạn phải biết sắp xếp làm sao á, giao từ cái điểm gần cho tới điểm xa, điểm xa, điểm xa, nó liên tục với nhau. Chứ mấy bạn mà giao theo kiểu giao chỗ này xong chạy qua chỗ kia, xong quay lại chỗ cũ, xong chạy qua chỗ kia, xong quay lại chỗ cũ á, thì bạn sẽ giao rất là chậm và sẽ đi tốn rất là nhiều xăng, rồi tốn rất là nhiều thời gian, làm không có kịp giờ. Thì bắt buộc là mấy bạn phải bắt đầu làm quen và xếp được cái tuyến đường mình đi làm sao cho nó ngắn nhất. Alo, em đang chạy xuống tới chỗ cái đường quẹo vô kinh cộng đồng rồi nè, bây giờ chạy tiếp luôn hả chị? Không, em đứng nó đi, nhà chị cách trên có 2 căn á. Rồi là cái nhà cổng inox đó hả? À, đúng rồi, đúng rồi. Em đang đứng trước nè. Nếu mà mình tới nhà khách á, trước khi khách đi ra thì trong cái khoảng thời gian đó mọi người nên lấy cục hàng ra rồi chụp hình sẵn. Chụp, tại vì khi mà giao hàng á, mấy bạn phải chụp hình đơn hàng nè, chụp hình nhà khách nè, lấy định vị nè, nói chung là nó cũng mấy bước á, tốn khoảng 2-3 phút á. Thì trong khi mà chờ khách ra mình làm những cái bước đó trước, thì khi khách ra mình chỉ việc đưa cục hàng và thu tiền xong rồi đi, khách sẽ không phải đợi. Mà mình nhiều khi á, mình giao hàng rồi mình cũng không phải mượn lại cục hàng để chụp hình nữa. Nếu như mấy bạn mà không có kiểm soát được cái đoạn đường mấy bạn đi á, không biết giao đơn nào ở đâu mà để mình sắp xếp á, thì mấy bạn sẽ dễ bị cái trường hợp này nè. Hai cái đơn hàng á, nhiều khi nó nằm cách nhau có 500 mét một cây số à, mà mấy bạn giao một đơn xong cái mấy bạn chạy thêm mấy cây số nữa mấy bạn giao một cái đơn khác, xong mấy bạn mới gọi lại cái đơn nằm gần cái đơn lúc nãy á, rồi mấy bạn quay lại thêm 5 cây số nữa, là thay vì bạn giao 2 đơn chỉ đi có 1 cây số, rồi bạn chạy thêm cây 5 cây số nữa bạn giao được 3 đơn, thì cái này bạn sẽ giao một đơn xong bạn chạy 5 cây số, bạn giao 1 đơn xong bạn quay lại 5 cây số, bạn giao đơn cái nữa là bạn tốn tới 10 cây số để giao 3 đơn. Đó là vậy đó, đó là vấn đề của việc xếp tiếng. Còn về tính tiền á, tính tiền mà phát một đơn được bao nhiêu tiền á, thì nó phụ thuộc vào cái số định vị trong một ngày mấy bạn chạy đến cái điểm nó được bao nhiêu điểm, thì công ty sẽ hay trên app nó sẽ lưu lại, rồi nó tính trung bình km ra, rồi nó sẽ ra cái giá tiền của từng đơn. Khi mà ra giá tiền của từng đơn á, thì nó sẽ nhân với cái hệ số khối lượng của từng đơn, đơn càng nặng á, thì tiền càng cao, đơn càng nhẹ thì tiền càng ít, nhưng mà nói chung là giao đơn nào cũng có tiền. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Em tưởng xa, chị nói cây số em tưởng xa. Dạ. Rồi bây giờ chuẩn bị cho mấy bạn nghe cái đoạn ghi âm mà khách với shop cãi lộn mà lúc đầu video ha.
À, thì trước khi nghe cái đoạn ghi âm đó, thì mình cũng kể cái đơn hàng này chút xíu cho mấy bạn nắm tình hình, là cái đơn này ca đầu tiên á, cái ngày đầu tiên á gọi sáng chiều á khách không nghe máy, qua cái ngày thứ hai á sáng gọi á thì khách tắt máy ngang, chiều gọi lại thì cũng tắt máy ngang. Thì tôi có gọi, tôi báo shop là đơn này 2 ngày rồi gọi khách không nghe máy và tắt máy ngang. Thì đến sáng ngày thứ ba thì gọi lại thì khách nghe máy, khách nói là ngày hôm qua, hôm kia đi đám, hôm qua thì con của khách cầm điện thoại nên có điện thoại tới thì tắt máy ngang. Rồi thì ok, vậy thì nghe vậy xong á, khách chỉ đường chạy tới giao, nhưng mà phải chiều 4 giờ mới tới giao được đó, là từ sáng chở theo đến chiều 4 giờ phải canh giờ chạy lại giao. Chạy lại á, thì khách chỉ đường á, nói chung là chỉ đường cũng chạy vô với chạy ra không à, kêu là tới cái chỗ đó, tới cái cổng đó rồi chạy vô rồi đi kiếm cái vạt dừa, rồi quẹo vô cái hẻm cái vạt dừa đó rồi chạy tới cái chuồng bò. Tôi chạy hoài luôn, tôi không thấy vạt dừa. Nói chung là đi kiếm được cái nhà của khách đó là cũng tốn gần 20 phút, chạy vô chạy ra đó cũng phải 5-6 cây số đó. Rồi rồi khi mà gặp được khách đó, thì khách kiểm hàng, rồi khách nói cái này là không đúng size rộng, rồi kêu gọi cho shop để khách nói chuyện, rồi gọi xong hai người chửi lộn gần 4 phút trên điện thoại. Và rốt cuộc là cái đơn đó 3 ngày giao công cốc không được gì hết, tốn tiền xăng, tốn tiền điện thoại, tốn công sức, còn bị nghe chửi, còn bị ức chế, còn bị vẽ đường nữa. Thì nói chung là đi giao hàng sẽ có những cái đơn rất là ok, rất là thơm, hàng ngon, khách bo, hoặc là chết dễ, chỉ đường dễ, chạy tới là giao liền, khách không kiểm, nhưng mà lâu lâu sẽ cũng có vướng xương. Thì cái này nếu mà các bạn là tâm lý shipper mới thì các bạn phải chuẩn bị tâm lý là sẽ có cơm sườn thì cũng phải có xương đó. Thì hôm nay là cái video này cho mấy bạn xem là khi mà đi giao ở cái tuyến xa sẽ gặp những khó khăn gì, và giải thích cho mấy bạn những cái cơ chế tính lương. Rồi bây giờ mấy bạn nghe khách với shop chửi lộn nha, nghe vui lắm. Sắp rồi. Đọc mã đây rồi. 1417. Dạ rồi. 436. Dạ rồi. 615. Cái này sao vậy hả? Đơn này khách nói sắp đặt size M mà shop gửi size L. Khách nói đặt size M mà em gửi size L anh. Đúng rồi. Ủa, anh đây khách đặt size L mà đã. M. Dạ anh nói chuyện với khách nha. Hello. Dạ em nghe đây chị. À, đặt size M là size 50 kg đó mà. L rộng lắm. Chị ơi, chị bảo em 52 kg, chị lấy size Không, L nè. không, không anh L, size M á. Đã bữa nó nhân viên còn nói là 51, 52 kg là size M là chị mặc đẹp Chị hết ơi, rồi, rồi xong mới em đặt. đang trong tin nhắn đây chị ơi. Rồi mà bây Chị giờ bảo là đã người ta nói số ký, người ta nói size M mà sao đặt anh L rồi sao người ta mặc vừa mà nói gì? Mà bây giờ đưa ra là động minh mông rồi sao người ta mặc? Đã đặt là người ta đặt là người ta muốn đặt, người ta muốn mua mà giao về người ta mặc không được sao thì bị em cũng nhận muốn được? bán chứ đâu, em cũng muốn bán chứ đâu phải em muốn không muốn không bán đâu Thì đúng chị rồi nói mày. chuyện. Thì ý là bây giờ nó giao vậy là mặc không được rồi, không vừa rồi sao? Thì bây giờ em đổi sai cho chị thôi. Thì ừ, thì nếu mà đổi sai thì ý là gọi là báo đang biết đang đổi sai thôi á, là Tại cũng vì vẫn chị muốn bảo số con sai mà. Chị bảo chị báo. 50 kg mà chị ơi, chị bảo chị 52 kg nè. Trời ơi, thì 50, 51 kg là sai đó, là người ta mặc vừa ôm mới được chứ, còn vậy này vậy là nó rộng. Chứ đâu có... Tại vì ấy chị ơi, bây giờ cân nặng của chị bằng số đo của chị thì chị phải biết, tại vì bên em gửi bảng sai Tại rồi, vì chị gửi số cân. cái bản Chứ bây sai giờ là mà bản chị, sai hồi chứ lúc bây tới giờ giờ em mà gặp trực tiếp chị thì em mới biết ý được là là chị bản gửi sai sai hồi lúc tới nào. giờ là mua bất Chứ cứ bây giờ đồ chị gì gửi cũng sai 52 kg thì em mà gặp hết trực tiếp đâu rồi bên em thôi. Bây giờ chị không nói thì chị đem bên đổi sai cho chị thôi. thì bởi vì ý là muốn đổi sai hỏi là đổi sai có vấn đề gì không, người ta gọi là người ta trực tiếp người ta nói sao mà bán mà cũng khó khăn quá trời vậy ta. Phải là người ta nói người ta không trả, người ta không đặt nữa, vậy ý là nói giờ không vừa, có đổi sai là được không, hay là trả đơn lại hay là sao, ý là người ta muốn hỏi như vậy á. Thì đường chị em nó đổi sai đó, bây giờ chị cứ cãi với em là chị bảo là chị 50 kg, nhưng mà chị em vào tin nhắn là chị nói chị 52 kg nè, chị em có nói là gì đâu, Nhưng mà nó sai chị em em có mở nói là không đổi không? sai cho chị đâu. Sai em mở chứ đâu phải sai em lợ. 50 kg là sai M chị ơi, chị gửi em 52 kg mà Đâu mà máy 50 sao đã đây là bữa đó, rồi. chị lại cãi nữa đó. Bây giờ em trong tin nhắn em đọc chị ghi là năm Bây hai giờ ký nè. nói tóm lại là cái đơn này muốn mua nhưng mà bây giờ có đổi được không? Để sai em mở được Dạ không? đổi sai M nhưng mà chị trả trả ship 30.000 đơn sau em trừ ra nha chị ơi. Giờ là đã trả ship 30.000 rồi mới đổi đơn nè hả? Đơn sau trừ tiền Là đơn ship ra. đơn sau em trừ tiền ship ra cho chị chứ em đâu có tính tiền ship của chị đâu.
Tại vì đơn shipper đã giao cho chị mất tiền xăng, thì bây giờ nếu mà sửa hủy đơn là shipper không được gì thì hết. Không, bây giờ là muốn là đổi nè, thì bây giờ đổi là xong rồi, là mai mốt người ta mới chịu tiền shipper, chứ tự nhiên giờ chịu tiền shipper rồi mai mốt. Bây giờ chị hỏi anh shipper, không, bây giờ nếu tôi... mà em hủy đơn á, thì nếu mà chị không trả thì em hủy đơn, em không đổi cho chị thôi, đơn giản là vậy thôi chị. Tức là bây giờ chị trả tiền ship, đợt sau mới shop về, sẽ trừ 30.000 ra. Ship là bây giờ là trừ 30.000 lại là mới đổi phương. Còn đúng bây rồi. Giờ nếu không là chị trả lại thôi phải không? Tôi trả là quỹ đơn luôn á. Là quỹ đơn luôn á. Anh đâu có biết chị có lấy nữa hay không đâu. Đặt mười mấy ngày rồi, người ta ngày mai người ta tới đi đám rồi, mà giờ đợi tới shop mười mấy chị ngày. Chị bây giờ không muốn lấy thì em hủy đơn thôi. Chứ bây giờ chị cứ kì nhà kèo cái gì và làm gì vậy? Quỹ đơn là chân. Rồi vậy báo quỹ đơn đi shop ơi. Chờ mười mấy ngày ta đưa, nhắn đi nhắn lại. Thôi chị đừng nói làm gì nữa. Báo quỷ cho em đi sắp rồi.